rồi kẹp chân vô. Biết lông nó bị coi. Theo ông nghe tôi thấy sợi dây nó chống nó rụng lông. Theo ông đi. Không cài cái anh chụp anh nè, gọn rồi nó quay nè. Chạy rồi sao đi mình không được sao? Đi mình không được sao? Đi sơ tẻ. Đây gì các anh huấn luyện đi đi theo cho mình an tâm không? Còn ai mà rồi không sợ con khỏi theo con cả nó đi ra. Alright, thank you.